Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Nghĩa Trần, bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi chút, sao trong tầm giá hơn 2 triệu anh không tư vấn con SHV39? Em thấy con đó là hàng cũ khá ngon đó chứ. Màn hình 2K, tần số 120Hz, chip 835 vô đối rồi còn gì, sao cứ phải mua Realme C3 với Vsmart Joy 3 ạ? Một câu hỏi cũng rất là hay. Và đầu tiên ý là tại sao mình không tư vấn con SHV39, bởi vì rất là đơn giản thôi. Thứ nhất đó là mình chưa có cái máy này trên tay. Đấy, vậy nên là chưa có máy trên tay nên chưa phán. Đấy. Tiếp theo nữa, đó là đây là một sản phẩm nó làm của nhà mạng, nó của Sharp ấy, nhưng mà nó là một sản phẩm làm với cả nhà mạng, không biết là AU hay là Docomo gì đó. Nhưng mà là những sản phẩm nhà mạng ấy, thì vấn đề về hỗ trợ cập nhật phần mềm nó sẽ rất là chậm, đặc biệt là nhà mạng Nhật. Thứ hai nữa là vấn đề về sửa chữa nó sẽ rất là khó khăn. Nếu mình nhớ không lầm thì con này chắc là chỉ dừng lại là Android 7, Android 8 rồi, chắc không lên được những phiên bản Android mới đâu. Đối với cả cái chiếc điện thoại SHV39 này thì đúng như bạn nói là màn hình 2K, tần số quét 120Hz, ổn đó. Nên ta chỉ nhìn vào cấu hình RAM 4 bộ trong 64, chip, thậm chí chip 835, và thậm chí là bạn còn thiếu thêm một cái nữa, đấy là nó lại còn có cả chống nước chống bụi nữa cơ, kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IPX8. Vậy nên là nếu mà xét trên tham chiếu so sánh sang với cả Realme C3 với cả Vsmart Joy 3 thì rõ ràng là nó hơn rồi. Đấy, nhưng mình tư vấn Realme C3 và Vsmart Joy 3 cho rất nhiều bạn bởi vì rất đơn giản thôi. Các bạn cần một sản phẩm hàng chính hãng thì con này không phải là hàng chính hãng này. Con SHV39 không cần hàng chính hãng. Thứ hai nữa, các bạn cần một sản phẩm hàng mới tinh thì SHV39 không phải là một sản phẩm mới. Các bạn lại cần một cái chế độ bảo hành nó tốt hơn, sửa chữa nó dễ dàng hơn. Đấy, thì và pin trâu hơn thì mình tư vấn cho hai con đó, Realme C3 và Vsmart Joy 3, chứ còn cơ bản là con SHV39 pin yếu lắm. Nhưng nếu các bạn sẵn sàng đánh đổi được cái sự yên tâm thì có thể mua SHV39. Nhưng nếu như mình tìm hiểu ra thì cái SHV39 cái phiên bản 2 triệu là cái phiên bản nó mất SIM. Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng SIM được. Còn nếu các bạn muốn sử dụng SIM được thì các bạn phải lên những phiên bản tầm khoảng 2 triệu rưỡi thì các bạn sẽ có SIM để dùng. Đấy là như mình tìm hiểu là như vậy. Thì không biết là như thế nào. Và những bạn nào mà đang sử dụng cái con SHV39 này, các bạn sử dụng thấy nó thế nào thì hãy comment lại để cho mình cũng như là những người khác được biết. Còn mình thì mình chưa được cầm trên tay con này. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Nguyễn. Bạn hỏi là: em muốn tư vấn máy từ 1 đến 2 triệu chỉ dùng cho nhu cầu bình thường. Nếu mà với các yêu cầu này các bạn ấy thì mình nghĩ là bạn nên mua con Vsmart Joy 3. Đấy, cái chiếc điện thoại này phiên bản RAM 2 bộ trong 32 đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá là 2 triệu không trăm bao nhiêu ấy. Ngày trước ấy là đã từng có thời gian nó xuống còn 1 triệu 7 thôi. Đấy, nhưng mà cái lô đợt đầu đấy thì nhiều bạn tranh nhau mua quá nên bây giờ nó hết rồi đấy. Nó còn mức giá là 2 triệu đấy, thì mình nghĩ là 2 triệu mua tại Hoàng Hà Mobile thì cái con cái con Vsmart Joy 3 phiên bản RAM 2 bộ 32 sẽ là con ngon nhất. Bởi vì nhá, nó có phụ kiện rất đầy đủ này, ốp lưng này, sạc nhanh luôn nhá. Đấy, cáp Type-C này, rồi là tai nghe đi kèm này. Đấy, rồi là chip thì là chip 632, RAM 2 bộ 32 là mạnh mẽ nhất ở trong tầm giá này. Pin tận 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh, có 3 camera, có cả vân tay vân vân, được bảo hành 18 tháng thì đó là cái con mà mình nghĩ là ngon nhất rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tử Phi. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có khoảng 5 triệu mua một chiếc điện thoại chống nước, chống bụi và chống va đập. Anh tư vấn giúp em, chúc anh sức khỏe, mong được lên sóng. Nếu mà như ngày trước ấy, tầm 5-6 triệu như thế này thì bạn hoàn toàn có thể mua được con hàng cũ thì sẽ là con Galaxy S8 Active. S8 Active là một chiếc điện thoại mà chống bụi ổn, chống va đập tốt, chống nước được. Đấy. Và cấu hình thì là chip 835, pin 4000, giải quyết được vấn đề pin yếu của con S8 bình thường. Loa ngoài cũng là loa Dolby Atmos luôn, nghe tai nghe cũng vậy, rất là hay. Đấy, thì con đó là khá ổn. Còn hàng mới thì bạn có thể nghiên cứu sang con Google Pixel 2 XL. Đấy, thì cái con đó ngày trước mình cũng làm nhưng mà hình như bây giờ cũng hết hàng rồi phải. Con này cũng trong tầm giá khoảng 5-6 triệu thôi, có kháng nước kháng bụi, có chống va đập thì không đâu nhá. Đấy, nhưng mà cũng thuộc dạng rất là bền bỉ, màn hình 2K rồi công nghệ âm thanh ổn các thứ vân vân, camera đẹp. Đấy, thì bạn có thể tham khảo qua hai con đó. Nếu hàng mới không có thì mua hàng cũ, được chưa? Hàng cũ mua ở đâu rất đơn giản thôi, search ở trên chợ tốt với cả Nhật Tảo. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tùng Lưu. Bạn hỏi là: anh cho em hỏi, anh có thể so sánh con Note 8 Nhật với Note 8 Mỹ khác nhau điểm nào đấy không? Em cảm ơn. Tiện thể qua cái câu hỏi này của bạn ấy, thì mình cũng sẽ so sánh luôn cả thêm cả Note 8 Hàn nữa với cả Note 8 chính hãng nữa, để cho các bạn biết. Đấy là phiên bản Hàn và phiên bản chính hãng thì
bản Hàn có thể độ lên 2 SIM giống như bản chính hãng. Chip của bản Hàn với bản chính hãng là chip Exynos. Còn bản Mỹ với cả bản Nhật là sử dụng chip Snapdragon và là chip Snapdragon 835. Đấy. Đối với Note 8 Nhật và Note 8 Mỹ thì ngoài cái việc sử dụng chung cái con chip ra thì nó chỉ có một SIM thôi nhá. Bản chính hãng với cả bản Hàn là có 2 SIM, còn Nhật với Mỹ là có 1 SIM. Vậy thì Nhật với Mỹ có hai cái điểm tương đồng. Đấy là chỉ có 1 SIM và chạy chip Snapdragon 835. Thế còn sự khác nhau giữa phiên bản Nhật với cả phiên bản Mỹ là gì? Thứ nhất là đó là khác nhau về phần mềm đã. Đấy, hai thuộc hai nhà mạng, hai quốc gia khác nhau về phần mềm. Và thứ hai nữa là khác nhau về sóng sánh. Phiên bản Mỹ thì sẽ có sóng sánh yếu hơn phiên bản Nhật một chút. Đấy, đấy là những sự khác nhau giữa cả ba phiên bản. Đấy thì bạn sẽ xem ra là bạn cần cái phiên bản nào hơn. Cần một SIM hay là hai SIM, cần sóng tốt hay là sóng yếu, cần chip Exynos hay là chip Snapdragon. Đấy, thì bạn hãy tham khảo qua cái đó nhé. Còn những phiên bản mà chúng ta hay gọi là phiên bản quốc tế thì đơn giản nó có thể là phiên bản nó không phụ thuộc vào bất kỳ nhà mạng nào cả. Còn quốc tế ở đây thì thậm chí là có thể sử dụng chip Snapdragon lẫn chip Exynos là điều bình thường. Còn ở Việt Nam ấy thì chúng ta đang hiểu theo một nghĩa đó là quốc tế là cái phiên bản mà nó giống với hàng chính hãng ở Việt Nam nhất. Đấy, thì chúng ta đang hiểu là như vậy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Khôi Bùi bạn hỏi là: con chào chú ạ. Chú cho con hỏi, mua iPhone 8 Plus ở thời điểm hiện tại có bị coi là quá lỗi thời hay không? Liệu 2-3 năm nữa có còn mượt mà để chơi game Liên Quân hay không? Mong chú tư vấn dùng con, chúc chú sức khỏe. Chúc chú luôn giữ lửa với nghề này như đầu chú nhé. Rồi, cảm ơn bạn. Mình nghĩ là 2-3 năm nữa thì chơi mượt thì là không đâu. Nếu mà bạn cố lên được thì cố lên hẳn iPhone 10R thì bạn mua nó sẽ hợp lý hơn. Đấy mình nói thật đấy. Thì bạn sẽ có thể chơi được mượt Liên Quân hơn trong khoảng 2 năm nữa thôi, 3 năm cũng hơi khó. Giá của iPhone 10R như nào các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà nhé. Bạn có thể nhìn thấy trên hình luôn. Đấy, chứ mình thì mình nghĩ là 8 Plus bây giờ thì không đủ đâu. Phải ít nhất phải lên đến 10R. Đấy, tại sao mình lại nói về 10R? Vì 10R là cái con mà rẻ nhất có thể bạn có thể lên được bây giờ, và nó đáp ứng được những nhu cầu tốt nhất trong khoảng vài 3 năm nữa. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Văn Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, so sánh cho em hai con G7 ThinQ và Galaxy S8 về mọi mặt em cảm ơn. Thiết kế mình thích thiết kế S8 hơn. Màn hình thì mình thích màn hình của LG G7 hơn. Hiệu năng thì LG G7 sẽ được tối ưu hóa, nếu thực ra cũng xem với S8 thôi, nó không phải quá tốt đâu. Đấy, nhưng mà camera thì G7 tốt hơn. Thời lượng pin thì hai con pin đều yếu cả. Nhưng mà con LG G7 thì nó lại có Hi-Fi Quad DC rời, nghe qua tai nghe nó sẽ tốt hơn là cái công nghệ âm thanh Dolby Atmos của Galaxy S8. Đấy, nếu mà bạn thiên hơn về vấn đề âm thanh ấy, thì nên mua LG G7. Âm thanh và camera thì nên mua LG G7. Còn nếu muốn an tâm hơn và không quá lo lắng đến vấn đề sửa chữa và thương hiệu tốt hơn thì là mua Samsung Galaxy S8. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phát Nguyễn. Bạn hỏi là: sao hôm nay không thấy anh làm về video về con Note 9S vậy? Redmi Note 9S. Em cứ đợi mãi, mong anh sớm làm video thêm nhiều về con Redmi Note 9S. Đơn giản thôi, bởi vì là mình không mượn được con này. Đấy là chia sẻ thật luôn. Các bạn tưởng tượng làm review này, các bạn cứ nghĩ là mượn được máy của cửa hàng dễ lắm ấy. Không, không phải dễ như thế đâu nha các bạn nhé. Có những cửa hàng sẵn sàng cho mượn. Đấy. Nhưng với một điều kiện, đó là bạn phải nâng bi bợ đít cho sản phẩm. Nhưng với cá nhân Dương Dê thì là không. Đấy, có một số cửa hàng là mình sẵn sàng là không nhận, không mượn máy luôn. Bởi vì đơn giản là mình muốn làm theo ý của mình. Và thêm một cái điều nữa đó là nếu mình đã làm video ấy mà sửa ấy, là mình không làm. Đấy, nghĩa là làm video xong là mình xuất bản luôn thì mình làm. Đấy, còn không thì thôi, là mình không mượn là như thế. Nên là có rất là nhiều những lý do tại sao các bạn thấy là kênh A, kênh B, kênh C có máy này máy nọ, nhưng tại sao Dương Dê không có. Bởi vì thứ nhất đó là có thể là mình không mượn được. Thứ hai nữa đó là có thể mình sẽ mượn được nhưng mình sẽ không lên, bởi vì đơn giản là cửa hàng bắt mình phải nói nâng bi bợ đi sản phẩm. Đấy là mình không làm cái điều đó. Đấy, cái này cũng chia sẻ thật với các bạn luôn. Đấy, nhưng mà cái con Redmi Note 9S này là mình không mượn được. Còn lại thì con Redmi Note 9S này cơ bản nhá, thì như mình hiểu, mình xem các bạn review khác làm thì mình thấy là con này nó sẽ là chính là cái con Redmi Note 9 Pro đấy. Redmi Note 9 Pro nhưng mà nó là phiên bản hàng chính hãng nên là nó sẽ có tên gọi khác, đó là Redmi Note 9S. Nó giống như kiểu là Mi 9T với cả con K20, không biết có đúng như thế không. Nếu mà các bạn cảm thấy đúng thì các bạn có thể comment lại, còn nếu không thì các bạn cũng có thể bổ sung nhá. Cái này thì bởi vì là mình chưa có máy trên tay nên là mình không nói thêm. Đấy, được chưa ạ? Cũng chia sẻ một cái góc khác của cái nghề này để cho các bạn biết. Nhiều khi các bạn cứ thấy nó hào nhoáng lắm, các bạn cứ thấy ấy lắm. Hỏng nhá, mượn cửa hàng nhá, nếu mà làm hỏng hoặc làm xước thì phải đền đấy nhá. Chứ không có chuyện là mình là bố tướng, là bố đời đâu. Đấy, hay là mượn không phải là dễ dàng đâu. Không phải là ngồi im ở đây xong người ta mang máy đến tận nơi để cho mình đâu. Đấy, đấy là mình chia sẻ thật với các bạn là như thế. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Bình Nguyễn bạn hỏi là:
Anh Dương ơi, Trâm hỏi là Realme là con của Oppo, vậy có dùng chung sạc với Oppo được hay không anh? Cảm ơn anh, mong được lên TV. Câu hỏi rất hay này. Ngày trước ấy nhá, là những cái sản phẩm Realme đầu tiên khi mà nó ra mắt ấy, nếu mình nhớ không lầm là kiểu như con Realme 2 Pro ấy, đấy, thì cái con đó là nó sử dụng sạc VOC, nó ghi rõ chữ VOC ở trên cái sạc luôn. Nhưng bây giờ là Realme là nó đã hiển thị, nó đã ghi hẳn, nó khắc luôn cái logo Realme lên trên củ sạc rồi. Ví dụ như gần đây mình mới mở hộp cái con Realme X50 Pro ấy, là con đó có sạc 65W ấy, và nó ghi chữ Realme luôn. Nhưng bản chất là cái lõi bên trong nhá, vẫn là công nghệ sạc nhanh VOC của Oppo đấy. Đấy, cái này chia sẻ luôn, chẳng qua là nó khác mỗi cái tên thôi. Còn lại thì lần này là Realme không chỉ khác về cái củ sạc không ghi chữ Oppo đâu, mà nó còn khác cả về cái phần mềm bên trong. Khi mà những sản phẩm của Realme bây giờ nó sử dụng cái phần mềm Realme UI thay vì ColorOS rồi. Có một số những chiếc điện thoại trước kia là sử dụng ColorOS, nhưng sau này cập nhật lên một phiên bản phần mềm thì nó đổi sang Realme UI. Đấy, thì Realme UI nó sẽ bớt nặng nề hơn, nó đỡ rườm rà hơn là ColorOS. Nên chính vì thế Realme càng ngày sẽ càng thoát ra khỏi cái bóng của thương hiệu Oppo. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Cảnh Phạm, bạn hỏi là: anh Trâm hỏi là Mi 9 với cả iPhone 8 Plus thì nên mua con nào? Em thích con Mi 9 hơn. Xiaomi Mi 9 có thể dùng trong 3 năm nữa hay không? Em thì hay chơi Liên Quân, và trong tầm giá đó có con nào tốt hơn hay không? Mong anh tư vấn. Nếu Mi 9 mà so sánh sang với iPhone 8 Plus thì mình cũng thấy là Mi 9 khả năng chơi game nhỉnh hơn ấy. Chip 855 nói gì nói vẫn nhỉnh hơn chip của iPhone 8 Plus ấy. Trong tầm giá đó có con nào tốt hơn hay không thì nếu mà là mình thì mình sẽ không mua hai con này, mà mình sẽ mua con Realme 2 Pro. Bởi vì Realme 2 Pro có tần số quét màn hình cao hơn hai con mình kể nhá. Cao hơn Mi 9 và iPhone 8 Plus, có hiệu năng tốt hơn, có camera đẹp hơn, có sạc nhanh hơn. Đấy. Thì và có thời lượng pin trâu hơn nữa. Với tất cả những cái điều đó và cũng với cái tầm giá của Mi 9 và iPhone 8 Plus thì mình sẽ mua Realme X2 Pro hơn. Đấy. Và như vậy là câu hỏi của bạn Cảnh Phạm cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.